Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà để tôi kiểm tra xem có mang đi không đã nhá. Chờ tí. Cô kia, trả lại đây cho tôi. Cô đừng tưởng là tôi không biết gì nhá. Trả cái gì ạ? Tôi vừa mới ngồi ở đây mà cô đi qua xong là điện thoại của tôi này mất tiêu luôn là thế nào hả? Mà ở đây chỉ có tôi với cô, không cô thì ai? Đây, bà xem đi. Xem đi, có cái gì là điện thoại của bà không? Hay là cô để ở trong người? Đây, bà lục đi. Bà lục người tôi đi, lục kỹ vào. Đây, đây. Có không? Có không? Tôi xin lỗi, tôi nghĩ sai cho cô rồi. Một cái thứ khủng điên. Kỳ lạ thế nhỉ? Ghê cũng lại mất. Chẳng nhẽ ma làm à? Đồ mình đâu nhỉ? Alo, chị xem em có để quên cái đồ ở đấy không? Vâng vâng, không có. Ô, nước vừa để đây sao? Ôn con này đau thế. Ủa ôi, bội thu thế này nhá, chắc chắn là cuối tháng này đủ tiền nhà rồi. Lại còn thừa một đống tiền để ăn đồ ngon nữa chứ. Tao đã nói mày nghe nhá, mình mà cứ cố gắng như này chả mấy chốc còn mua được nhà. Thế nhưng mà tao nghĩ là phải thay đổi địa điểm thôi, chứ cứ ở đây mãi phát hiện ngày lộ đấy. Ê mày ơi, mày nhìn con mồi mới kìa. Tao thấy cái con này ấy, có vẻ là tiểu thư nhiều tiền phết đấy. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, sao không? Chụp đấy. Cô ơi, cái túi này là tang vật của một vụ ăn trộm. Cô có biết ai làm rơi nó không? Cái túi này ấy ạ? Nãy giờ tôi còn tưởng nó là cái túi rác cơ ạ. Tôi không biết. Anh trai tôi mới bị mất trộm ở cái khu vực này, nên là tôi đang đi tìm xem là có manh mối gì không. Nếu mà cô thấy cái gì khả nghi thì cô nhớ báo công an khu vực nhá. Ôi, em nghe đồn ấy là ở quanh đây nhiều trộm cướp lắm đúng không ạ? Eo ơi, sợ thật đấy nhở. Đúng rồi đấy, cô phải cẩn thận đấy. Ở cái thời buổi này nhá, người tốt thì ít, kẻ xấu thì vô số luôn. Mà trông cô ngây thơ thế này dễ bị lừa lắm đấy. Ôi, không biết là người ta có định lừa gì em không? Em mới sợ thế à? Thôi, cô cứ cẩn thận. Có gì nhớ báo công an đấy. Tôi đi tìm tiếp đây. Cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Không thấy đâu anh ạ. Thấy mỗi cái túi của anh thôi. Trời ơi, ngồi ở trên ghế một lúc thôi mà mất luôn cả vòng tay với đồng hồ này. Đúng rồi, vừa lấy anh ngồi đấy để uống nước mà mất luôn cả ví với cả cái túi này này. Tôi ngồi ở đấy cũng mất cả điện thoại.
Khoan đã. Em ngồi ở đấy thì mất vòng với đồng hồ, anh thì mất túi ví, còn cô thì mất điện thoại. Mọi người có thấy điểm chung gì không? Là cái ghế của vấn đề. Chị ơi, chị ơi, em bảo, chị đã tìm được thằng ăn trộm chưa ạ? Bọn tôi vẫn chưa tìm được. Công nhận trộm cắp bây giờ tinh vi thật đấy. Ghế ở công viên dạo này êm phết nhở? Vâng. Chị định làm gì đấy ạ? Thế cô không thấy cái ghế nó cổ ghề à? Bây giờ tôi cầm búa, tôi đập cho nó phẳng lại. Yên tâm, tôi lành nghề lắm. Tiếng của ai ấy nhở? Chị ơi, em kêu. Em sợ cái ghế nó đau quá chị ạ. Cô cứ nói đùa, ghế làm sao mà biết đau được, nó là vật vô tri mà. Để tôi đập lại. Ôi chị ơi, ui, chị mà làm thế nhá, chị phá hỏng cái ghế của công viên, người ta bắt đền đấy ạ. Nghe cũng có lý. Thế thì bây giờ để tôi đóng đinh vào để cho nó cố định một chỗ. Chị ơi! Con điên này, này, mày có biết là trong này có người không? Thằng lừa đảo đây nhá, thằng ăn trộm ăn cắp đây nhá. Hôm nay tao mà không làm cái trò này ấy, thì làm sao mà lòi ra được cái bộ mặt thật của bọn này ha? Chị ơi, em xin chị, tại vì bọn em thất nghiệp nửa năm qua, không có tiền đóng tiền trọ nên bọn em mới phải làm thế này rồi ạ. Chị tha cho bọn em với ạ. Chị ơi, em thề với chị là ở nhà em nó còn mẹ già bị bệnh nữa, chị tha cho em lần này chị nhá. Nói phép vừa thôi. Đã ăn cắp rồi là còn mong người khác rủ lòng thương à? Bọn này ấy là ổ trộm cắp chuyên nghiệp, mà riêng cái thằng này nhá là ra tù vào tội liên tục. Tốt nhất ấy là cho chúng nó lên phường, chứ không thể tha cho cái bọn này được. Đã ăn cắp lại còn dở cái trò diễn xuất à? Đã thế nhá, tôi không tha cho đâu. Đi lên đường, nhanh lên. Anh chị ơi, tha cho em ơi. Anh chị ơi, tha cho em ơi. Giờ mà nghĩ ra lắm trò thế chứ lại. Có đầu óc ấy mà không nghĩ cách kiếm tiền đi.